Pháp hội niệm Phật A-di-đà, Chùa Quang Thế Âm, sách nói văn sao, thi kệ toát yếu của Ấn Quang Đại Sư, Sư tầm sa môn thích giác nhàn người đọc thích nhuận minh, thi kệ toát yếu, yếu phần, phần Một. một. lý tịnh độ vốn cực kỳ thâm áo sự hành trì lại giản dị bình dân kẻ tự nhận mình mẫn tuệ đa văn vững trì kiến thế gian liền khinh miệt xem thường pháp môn cao sâu diệu tuyệt tưởng dành cho kẻ già cả muội mông có hay đâu tánh tịnh độ viên thông mười pháp giới trên tụ thành phật quả dưới vì chúng sanh phát tâm phổ hóa căn bản và hậu đắc trọn thủy chung, bởi thấy người chẳng màng thế trí biện thông, tính hành nguyện tu trì nên khinh bạc, sao chẳng rõ, pháp hội hoa nghiêm hằng xa Bồ Tát, tâm vô biên như đại hạnh phổ hiền, phát mười đại nguyện hồi hướng Tây Thiên, nơi đắc Phật sẽ viên thành quả Phật, này lớn tiếng dèm pha, à a vua bài bác, hẳn chưa từng biết đến chỗ quy tông, hẳn chưa từng thấu suốt chữ sắc không, mang tâm loạn chấp pháp môn cao thấp, không xét tận tường trí phàm và Phật lực, không biết tùy phương tiện ứng cơ duyên, nếu rõ rành học hại hội hoa nghiêm, đâu chẳng vội quy tâm cầu cực lạc, ẩn quan tôi từ thỏa còn búi tóc, cũng nhiễm theo khí độc của hàng chu, tài vụng thô nên thoát chốn ao tù, khéo biện bạch ắt tự lầm mình vậy lại thêm nổi buộc người trong tà vầy tuổi mười lăm thân nhuốm bệnh bao thu tỉnh hẳn người chiêm nghiệm thuyết trình âu mới phát hiện chỉ quẩn quanh thế trí khác chi kẻ lâng la ngoài cửa ngõ chưa một lần vào được tận trong nhà thì làm sao thấy rõ nẻo cao xa sự thâm thúy cũng chưa từng học hỏi ẩn quan tôi, xuất gia lúc vừa ngoài 20 tuổi, nguyện chuyên tu tịnh nghiệp trọn đời mình, không lập môn đình, chẳng nhận môn sinh, nào ngờ được cháu con làm bại hoại, duyên đưa đẩy gặp người cầu học hỏi, liền bảo người trước hãy gắn dụng công, niệm Phật danh khiến tiêu nghiệp tuệ thông, gây tạo phước, rồi phát huy Phật Pháp. Đến lúc ấy, bầu vũ trụ pháp ý truyền rao khắp đạo như lai giới định tuệ đó thôi tận tâm tu trì tận lực vun bồi chỗ huyền nhiệm tại chỗ thô sơ ấy nếu chẳng vậy chỉ trên đầu lưỡi lời lời tuôn chảy việc tự sanh há dùng được mảy may chớ phân biệt quê mùa hay trí thức số một la mã tịnh độ thù thắng thật quyền diệu thay pháp môn niệm phật làm Phật và là Phật chỉ tâm này, một niệm xưng danh, thành Phật tại đây, độ khắp ba căn, thường trung và hà, lại gồm thu cả luật thiền và giáo, như mưa phải thời, tươi mát khắp cùng, như đại dương uống trọn nước ngàn sông, chứa đầy đủ thiên viên và đống tiềm, phương tiện tùy cơ, tiểu đại, quyền thực, đồng hồi quy, một pháp giới viên minh hoặc nghiệp chưa đoạn trừ, đới nghiệp vãng sanh, viên mãn bồ đề, một đời cùng bổ xứ, chúng sanh như hằng xa trong chính cõi, lìa pháp môn này, Phật đạo khó tụ thành, Phật mười phương khó thể độ quần manh, nếu chẳng dùng pháp môn như phương tiện. Cũng như vậy, hại chúng hoa nghiêm theo mười hạnh nguyện, hội pháp hoa chỉ một tiếng xưng danh, liền chứng ngay thập tướng há quẩn quanh, luận khởi tính, Ngài Mã Minh tình thuyết, Pháp môn tịnh độ dễ tu chống đến, tỳ bà sa Ngài Long Thọ Xiển Dương, trí giả được xem là thừa tự Pháp Vương, thập nghi luận vì người mà phân biệt Sư Vĩnh Minh là Phật A-di-đà hóa hiện, lưu truyền chương, tứ liệu giảng huyền thư, cả tam thừa ngũ tánh chứng chân như, đưa trên thánh dưới phàm qua bến giác nên phải biết tịnh độ vi diệu pháp là pháp môn chính pháp giới hồi quy khắp mười phương khen ngợi bất tư nghì ngàn kinh luận đều xiển dương tiên thuyết có thể nói pháp tịnh độ là pháp môn bất tuyệt pháp cực kỳ vi diệu được thuyết ra trải một đời trăm pháp hội thích ca là đại giáo, là nhất thừa vô thường. Thật khó gặp nếu chẳng trồng cội phước. Đã được thấy nghe thì phải gắn công. Giáo lý hành quả là Phật cương tông. Nghĩ nhớ Phật, niệm Phật là nẻo tắc. Trong thời nay, chính là đường chứng đắc. bỏ Pháp này chẳng có thể viên thông. Không như xưa, Pháp Pháp đủ bốn tông. Cũng bởi lẽ tánh người nay hạ liệt cách Phật thánh lâu xa, tâm phàm hèn kém, không nương vào Phật lực, quyết chặn xong, pháp môn tịnh độ đủ thường hạ trung, vượt trên cả lực thiền và hiện giáo, nên phải rõ đại từ bi tâm Phật chỉ ngay vào tánh Phật của muôn loài, đưa ba thừa năm tánh nhập liên đài, khiến phàm thánh cùng viên thành pháp Phật, cũng như xưa dưới tòa hoa nghiêm mười phương Bồ Tát, nhất tâm cầu tịnh độ được vãng sanh, thổi kỳ viên thiết thời Pháp đầu tiên, các trước tác từ Tây Thiên Đông Độ đều quy hướng về Tây Phương tịnh thổ, lời người xưa chẳng dễ có thân người, chốn kinh kỳ cũng khó thể đến nơi, nghe Phật Pháp chẳng phải là dễ được, vòng sanh tử không dễ dàng liệu thoát, nay chúng ta đều hội đủ cả ba được thân người đi lại chốn phồn hoa nghe phật pháp chẳng lấy gì làm khó chỉ tự thẹn mình nghiệp sâu chướng nặng khó đoạn trừ tư kiến hoặc vượt tự sanh hy hữu thay đức như lai vì tâm lượng đại bi pháp tự thuyết là pháp môn quyền xảo khiến phàm phu còn trong vòng nghiệp đạo nếu tu trì mang nghiệp cũ vãng sanh, nếu chẳng phải từ muôn kiếp có căn lành, sao lại được nghe pháp môn tầng thiền, nên nhanh chóng phát tâm tính hành nguyện, cầu được sanh nơi cõi Phật Tây Phương, tịnh độ môn mang hoài bảo bậc Pháp Vương, chỗ đứng vượt quyền ngôn và diệu nghĩa, từ mười hai tạng kinh đến năm tông phái, chư tổ sư khó luận tận môn này, nếu đại địa chúng sanh hiện tướng lưỡi rộng dài, thành chánh giác dùng thần thông trí lực, nhiều như số vi trần hằng muôn cội nước, không mảy may dừng tiên thuyết tịnh tông, cũng không sao nói đến chỗ tận cùng bởi tịnh độ bất tư nghì diệu pháp. Hãy thử nghĩ kinh Hoa Nghiêm là vua trong tam tạng, phẩm cuối cùng về với Đại nguyện Vương quyền nghĩa pháp hoa thực khó tranh hơn thông diệu lý vãng sanh ngang đẳng giác thế mới biết muôn kinh và ngàn luận đồng hồi quy tịnh độ diệu pháp môn đức như lai từng thọ ký lời rằng đời mà pháp không tịnh tông khó độ trong luận tỳ bà sa ngài long thọ từng dạy rằng pháp giảng dị chống thành thế cho nên xưa các bậc thánh hiền đều hồi hướng đâu phải là uổng phí trọn một đời luôn hoằng dương pháp thí nhân địa là pháp niệm phật chính tông căn thức trần như cảnh vật núi sông mỗi mọi pháp đều xiển dương tịnh độ vòng xoay chuyển của sanh già bệnh khổ cảnh thiên tai chiến trận khối mù bay khá chi lời cảnh tịnh chống thoát ly cầu cực lạc đó gọi là chữ đồ còn như nói một lời gồm tất cả, đó là lời thuần tịnh suốt thủy chung. Tịnh đến vô cùng thì hẳn tinh thông, chưa thành Phật sao đảm đương cho được, nếu chẳng hỏi suy tầm bài lục tức, sẽ rõ ràng ý nghĩa quảng đường tu, thiếu tính thì không đủ phát nguyện sâu, không lập nguyện, hạnh lấy chi nương cậy, thiếu diệu hạnh, nguyện không viên mãn vậy lấy điều chi dẫn chứng được lòng tin, kinh luận tịnh tông theo đó phát minh ba yếu trị không thể nào thiếu một tịnh độ thập yếu chữ chữ là rường cột làm cầu đò đời mạt pháp dựa nương lời lời như máu và lệ trào tuôn xứng tánh hạnh phát ra từ tim ốc dùng ẩn dụ gửi tắt lòng bi thống ví của người nước cuốn lửa bao quanh đọc kỳ thư chánh tính sẽ phát sanh tà kiến diệt ác rõ ràng phương hướng kinh hoa nghiêm nói nếu ác nghiệp của chúng sanh có tướng mười phương không gian chẳng đủ chứa dung nếu tu hành giải đại và buông lung mà tiêu nghiệp thì chưa từng có thật đức thích ca mâu ni và a di đà phật lo chúng sanh không đủ sức trừ mê khai pháp môn nương diệu lực bồ đề khiến đới nghiệp vãng sanh về Phật quốc. Phật tâm từ bi lấy gì báo đáp, nên sanh lòng sám hối nguyện trợ tu. Ngài thiện đạo dạy rằng, Pháp Pháp từ Phật vị đến Phàm Phu, muốn học giải, tất cả đều nên học, muốn học hành, chọn Pháp môn khế hợp, Tinh cần tu mới chống được Pháp ân, bằng không thì kiếp kiếp vẫn trầm luân Pháp khế hợp không gì hơn tính nguyện trì danh Phật, cầu vãng sanh đới nghiệp, tịnh độ thông có tịnh độ tam kinh, a di đà vô lượng thọ quán kinh, luận xử lý của pháp môn tịnh độ. Kinh sách đại thừa cũng là vô số, hoa nghiêm nhất thừa, lời Phật thuyết đầu tiên, mười nguyện sâu của Bồ Tát Phổ Hiền, đồng quy hướng cầu vãng sanh cực lạc, trên đất Phật sớm viên thành quả Phật, đọc quán kinh thấy hạ phẩm hạ sanh kẻ sắp lâm chung dù hiếm có việc lành phạm ngũ nghịch lại thêm mười điều ác duyên gặp người hiền dạy câu niệm phật vâng theo lời niệm chưa hết mười câu liền thấy hóa thân tiếp dẫn vãng sanh kinh đại tập chúng sanh đời mạt pháp kẻ tu hành dù đến hằng môn ức có mấy ai đến được chỗ viên thành nên nương vào phật hiệu thoát từ sanh Pháp niệm Phật là Pháp môn tối thượng, thượng thánh hạ phàm, trí hay ngu đều được, dễ hành trì, hiệu quả lại cao xa. Do nương vào Phật lực tựa bườm hoa, thuận sức gió, nước xuôi thuyền chống đến, bậc chánh giác vì chúng sanh ứng hiện, vô duyên từ, đồng thể với đại bi, phương tiện lập thành năm tông phái tùy nghi, mập giáo tịnh thiền và giới luật, Luật là thân Phật, giáo là lời Phật, gọi là thiền vì chính đó Phật tâm. Ba pháp này, từ quả Phật thầm thâm, cứu chính cõi, cũng do từ đây vậy. Luật giáo thiền, nếu y theo lời dạy, thì cả ba nghiệp tội của chúng sanh sẽ chuyển thành ba Phật lực viên minh, nghiệp chuyển hóa, sanh tử và niết bàn nào có khác phiền não là bồ đề thay hình đổi dạng tốt nghiệp sâu nên mặc chú gia ân lại thương chúng sanh tùy nghiệp thọ thân dạy niệm phật cầu vãng sanh cực lạc dù là thánh nhân hay phàm phu đơn bạc niệm phật danh tại thế biết ngày về bậc thánh thì mau chứng đắc bồ đề kẻ phàm tục được viễn ly sanh tử luật là nền tảng của giáo thiền tịnh mật không nghiêm trì giới luật uổng công phu, muốn xây lầu cao muôn trượng mặc dù, nền chẳng vững chưa xong đà nghiêng lập, tịnh là chỗ quy tông của giáo thiền luật mật, như nước trăm sông về một đại dương, là pháp môn chư Phật khắp mười phương, lập phương tiện giúp nương vào Phật lực, mọi mọi chúng sanh vốn sẵn trí chân thực, và đủ đầy đức tướng bậc như lai, bởi lìa chân theo vọng kiếp kiếp lạc loài, theo trần cảnh chuyển luân trong ác đạo, chư Phật xót thương mở khai pháp bảo, chuyển não phiền thành đức tướng tuệ tâm, như khói băng kia, vốn từ nước lạnh đông, duyên hội hiệp lại tan ra thành nước, tướng dùng khác nhau, thể nào có khác. Nhưng căn cơ có lớn nhỏ sâu nông, Phật khai Pháp tùy cơ, bát ngát mênh mông pháp thù thắng người người kham lãnh thọ nhưng không một pháp sánh ngang tịnh độ bởi vì sao tất cả pháp môn thập quyền đốn tìm đều phải tự dụng công tu tập kiên trì mới mong đoạn kiến và tư hoặc xuất ly lìa sanh tử vượt phàm phu nhập thánh đó là bậc đã tận tường pháp tánh đã triệt thông các lý đạo huyền vi kẻ trí phàm há dễ biết đường đi trong nhất kiếp khó mong ngày chứng nhập lý đạo cao sâu dễ gì tu tập chuỗi thời gian đăng đẳng trải công phu vẫn chưa tận thiện lại làm kẻ lãng du trong nghiệp đạo luân hồi không dừng nghỉ riêng tịnh đồ tông chẳng phân biệt kẻ ngu hay người trí không kể chi phú quý hoặc bằng hàng không luận hàng thế tục hoặc ni tăng do nguyện lực đại bi đều nhiếp thủ trong nhất niệm, tánh Phật và tánh chúng sanh bất nhị, khi tâm mê tạo tác khiến trầm luân lúc vào địa ngục, lúc vào thiên cung, tánh Phật sẵn có vẫn không hề tổn thất, ví như ngọc ma ni, quăng vào nơi dơ bẩn, phải chung cùng với phận uế tanh tao, kẻ trí kia biết bảo ngọc trân châu, vào nhặt lấy, rửa chùi nên trong sáng, treo ngọc trên cao, quang minh chiếu ràng, quả thật là được như ý bảo châu đại giác thế tôn thấy sanh chúng nào có khác chi đâu mãi mê mệt vui trong ba đường ác phật chẳng quản công lao tìm duyên thuyết pháp ẩn hiện trong phương kế độ quần manh khiến người hiền kẻ giữ được phân minh vô thượng đạo vì chúng sanh quản diễn với kẻ sơ cơ dạy ngũ giới và thập thiện người tịnh tu dạy diệu pháp thầm thâm khuyên muôn người vượt thoát cõi mê tâm trong tam giới dù điều tâm phục hoặc nhưng thân kiến vẫn còn đang chấp chặt thêm ái hà tình cảm vẫn chưa thôi phước báo khi hết sạch phải nổi trôi duyên đưa đẩy lại tạo thành ác nghiệp nghiệp cảm khổ vòng luân hồi nói tiếp kinh pháp hoa đã chỉ rõ điều này Ba cõi như nhà lửa đáng sợ thay, nếu chẳng được chỗ tình không nghiệp tận, chẳng đoạn hoặc chứng chân lấy gì hy vọng, nay pháp môn tịnh độ dễ thực hành, lòng chân thành nguyện tha thiết trì danh, nương Phật lực cầu sanh nơi cõi tình, đã vãng sanh lại nhập vào Phật cảnh, các tình phàm ý thánh cũng không sanh, thật viên toàn ứng hợp pháp trì danh, nếu bỏ sót mạc thời mong chi thoát trong tâm chúng sanh phật quan chiếu suốt lặng lẽ thường hằng chẳng diệt chẳng sanh vô thủy chung nhân diệu dụng tung hoành nói vốn không nhưng ngay đó vạn đức đều hiển hiện nói là có nhưng dù một vi trần cũng chẳng lập pháp pháp đều là tướng tướng đều ly ngũ nhãn tứ biện tài cũng khó luận suy dù là vậy không nơi nào chẳng gặp chúng sanh mê nên từ trong khổ tập chẳng biết dùng trí phật dụng công lầm mang chân tâm đi vào chỗ mê trầm vòng sanh tử chưa một lần dừng lại thọ huyễn báo thay cho chân như thường tài như kẻ xây thấy nhà cửa ngửa nghiêng do vọng tâm hóa hiện cảnh đạo điên Trí vô ngài ẩn tàng khi vọng khởi do khởi vọng nên thấy sanh thấy diệt vọng diệt thì Phật tánh hiện bản chân, cảnh vật lộ bày rạng rỡ một vầng trăng, trăng không hiện, cảnh chìm trong tĩnh lặng, nếu ví tâm như trăng, cảnh là vạn vật, tâm chẳng sanh thì cảnh cũng là không, vô tâm vô cảnh, pháp pháp thể đồng, linh quan tịch chiếu, căn trần đâu can dự, lộ thể chân thường, đâu màng văn tự, tâm không nhiễm ô tự tánh viên quang như như phật diệt vọng hiện chân ngàn ngôn giáo đều chỉ bày tự tánh tâm mê chúng sanh có cạn sâu dày mỏng nếu chẳng nhọc nhằn dùng phương tiện mở khai chúng sanh thấy đâu vần nguyệt tựa tâm này mây tan hiện bóng trăng vời vời sáng cũng vì vậy kinh hoa nghiêm chẳng dụng quyền hiển thực một bước vào liền thực tướng như lai thiết đống môn vượt chính cõi không hai, chẳng xen tạp pháp tiểu thừa quyền biến, chúng sanh động căn khó vào diệu thiện, Phật lại tùy cơ thuyết pháp độ nhân thiên, ngụ giới thập thiện, thập nhị nhân duyên, hoặc lục độ đưa đường ba la mật, từ thời A Hàm cho đến thời Bát Nhã, các tạng kinh đều khế hợp căn duyên, đến thời Pháp Hoa hiển thực khai quyền, từ trong thích rõ ràng bày căn bổn, Hy hữu thay tiểu quyền tiệm đốn, thảy thảy đều trong một pháp nhất chân, kẻ làm thuê chính con bậc thượng nhân, ba căn tánh mỗi mỗi đều thọ ký, đại sự nhân duyên, bản hoài xuất thế, từ thủy chí chung tương chiếu lẫn nhau, thời hoa nghiêm cho đến mãi ngàn sao, đầu và cuối, hai thời về một chỗ nay lại nói nguyên lai môn tịnh độ tâm tánh chúng sanh bất biến tựa hư không tuy thường hằng nhưng niệm niệm duỗi rong chẳng duyên cõi phật thì duyên vào chính cõi không duyên ba thừa thì duyên sáu nẻo không nhân thiên ắt lại chọn tam đồ theo hai đường nhiễm tình có tế thô thọ quả báo khổ vui đều sai biệt tuy bản thể vốn thường hằng bất biến hiển hiện ra tướng và dụng khác thường như hư không lúc bừng ánh thái dương khi mây kéo mịt mù trời lẫn đất rực rỡ âm u chẳng khiến hư không tăng giảm tướng tràn ẩn tàn thì chẳng phải như nhau bởi lẽ này dạy chúng sanh hàng vạn kiếp về sau duyên phật hiệu tâm tư thường nhớ phật tưởng nhớ phật ắt có ngày gặp phật làm Phật và là Phật chỉ tâm minh, theo tri kiến chúng sanh, thì tâm của chúng sanh đã biết vậy mà không tin thì thật lạ. Tịnh độ môn, duyên hồng danh như lai vô thượng giác, lấy quả địa làm nhân địa tu hành, vạn đức ân chứng đạo tức Phật danh, cho nên nói quả tận nguồn nhân, nhân trùm biển quả, ví như người ướp sông thân thơm hương xà huân tập lâu ngày, hẳn có lúc hồi quy, chuyển phàm hóa thành lực dụng bất tư nghì, không một pháp môn nào hơn tịnh độ. Cũng bởi Phật lực, tự lực đều gồm đủ, giúp người đoạn hoặc chứng pháp thân, hoặc là mang nghiệp cũ để vãng sanh, dù ngu phụ cho đến hàng đẳng giác, đều hưởng đức ân đưa đường giải thoát, nên là pháp môn tối diệu chẳng gì hơn chớ nên dùng phàm trí lý luận suông phước mộng chứng sâu mong tự mình trừ hoặc trí cạn nghiệp dày thật muôn vàng khó được kể từ khi phật pháp trải về đông đất lô sơn liên xã được khởi hưng một câu sướng trăm câu hòa nhã điệu đời Bắc ngụy sư đàm loan kỳ cựu vua nhà lương vọng bái từ bất phương thường tán dương chính bồ tát nhục thân trí tuệ khó dùng tình phàm lượng giá đời trần tùy có thiên thai trí giả sang đời đường sư đạo xước xiển dương ba bộ kinh tịnh độ giảng trăm lần sư thiện đạo trở thành người nói mạch thừa viễn pháp chiếu thiếu khang đại hạnh hoặc ngọn liên phong như lóc cuốn trong ngoài các tông môn cũng theo đó triển khai dùng tịnh đạo mặc tu và hiển hóa Thiền Tông nói một Pháp còn chẳng lập, huống chi cầu cõi cực lạc vãng sanh, chớ nên lầm, đó là luận về tánh bản nguyên, một chẳng kể, thấy thấy đều chẳng kể. Thật tế lý địa, đó là nói bản thể, vạn sự môn trung, chỉ rõ việc tu hành, bỏ tục nói chân, thì chẳng phải thực chân, chẳng khác việc ngụ uẩn để mong cầu tự thể, muốn thấy chân phải tìm ngay trong tục đế mắt thấy tai nghe, mỗi mỗi lộ chân tâm. Đại sư Liên Trì tham học với Tùng Nham, lắm cân nhất, sau cùng liền đề sướng. Nếu tịnh nghiệp viên thành, thiền tông tự chính tắm trong đại dương, tức dùng nước trăm sông, chân bước vào điện hàng nguyên, há lại hỏi trường an, nói nguồn pháp, nơi nơi đều sướng lập, sư ngậu ích triệt lưu hàng hàng lớp lớp, khéo dụng công mà hưng thịnh tịnh tông, hóa độ tùy thời, pháp ứng hợp cơ phong. Nếu chẳng vậy, chúng sanh sao được đồ Khi sư hoại viễn lập liên tông nơi trung thổ, khiến họ lưu khắc lời nguyện trên bia. Bạn đồng tu là hoại vĩnh trú Tây Lâm, trên đỉnh biết dựng một gian liều cỏ, một vùng núi quyền hương bay theo gió. Người chung quanh liền gọi đồng hương thơm thời gian dài thiền giả hướng tịnh môn, dù như vậy không soạn biên rõ rệt, sao vĩnh minh nhiều án văn trác tuyệt, khuyến tu trì pháp niệm Phật viên thông, trong thiền môn có thiền giả tự tâm, lưu truyền văn bản khuyến tu tịnh độ, tôn giả viết, niệm Phật hiệu A-di-đà dễ niệm, cõi Tây Phương đắc Phật dễ vãng sanh, người tham thiền nên niệm Phật trì danh, người ám đồn không dễ chi tỉnh thức, nên phải nương vào A-di-đà nguyện lực, tiếp dẫn người tu như nguyện vãng sanh. Nếu có kẻ y lời tôi mà chẳng được như trên, thì tôi phải đọa a tỳ cắt lưỡi. Tịnh độ thuyết của thiền sư chân hiết liễu, thấy ghi rằng tông tào động nhiều người tu tịnh độ, bởi là con đường tắt để tu hành, y cứ vào đại tạng khế hợp hạ thượng căn bậc long tường ngộ bất không bất hữu nên dốc chí chuyên tâm vào tình nghiệp nhập một môn tức nhập vạn pháp môn bởi giáo thiền phật tổ vốn chung nguồn pháp tịnh độ giúp người mau thấy phật thiền sư trường lô trách kết liên hoa hội phổ khuyến người tu pháp nguyện tây thiên cảm ứng trong mơ phổ huệ phổ hiền chư đại bồ tát hiện thân phó hội giáo là lời phật Tịnh là tâm Phật, luật là hạnh Phật, ngôn hạnh tâm, ba thứ phải dung thông. Người đời sau tùy phương tiện lập tông, duy tịnh độ, hợp các căn lợi độn. Lại là pháp quy các tông về một, như ngàn châu trên lưới thích đề hoàng, cùng phóng quang minh, chiếu rạng hàng hàng, không tạp loạn, tịch nhiên mà thường chiếu. Kẻ câu nệ vào tích môn lớn tiếng, các pháp môn mọi pháp khác xa nhau. Người khéo nhìn hẳn thấy pháp pháp viên thông như bốn cửa thành, gần cửa nào thời vào cửa ấy, cửa tuy khác nhau nhưng thành thì chỉ một, pháp pháp trên đời đều hiện tướng chân như, chẳng riêng chi lời Phật tại Linh Sơn mới đúng là pháp quy chân đạt bổn, mà tất cả ấm nhập và xứ giới khắp thế gian đều là pháp minh tâm, mỗi một pháp chính là tánh là tâm nên kinh lăng nghiêm nói ấm đại nhập xứ giới đều là như lai tạng tất cả pháp thảy đều là phật pháp không một ai chẳng là phật tự tâm quên châu trong vạt áo chịu lầm than che kính mặt như lai mà tạo nghiệp số 2 La Mã khuyên tính nguyện hành nên chân thành tha thiết. Lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Tính là tin cõi ta bà cực khổ. Tính là tin cõi cực lạc an vui. Ngoài sanh già, bệnh chết mãi tới lui. Tâm giam hãm trong ái ân hừng hực. Tám nội khổ dù sang giàu vượt bực hoặc nghèo hèn không một chỗ dung thân. Bảy loại đầu do quá khứ cảm thành khổ thứ tám do khởi tâm động niệm. Quả vị lai là nhân trong hiện tại. Trong ba thời, nhân quả chẳng khi dừng. Sắc là do nghiệp báo tạo nên thân. Thọ tưởng hành thức phát sanh khi gặp cảnh. Thân tâm giả dối gặp sáu trần tạo nghiệp. Lửa dục cháy bùng thêm ngủ ấm ngại ngăn. Tự tánh che mờ, không nhận rõ chân thân. Như mây lấp mặt trời nên khó thấy. Cũng như vậy, trí phàm phu bị vây trong ngủ ấm, nên tuệ quan chưa thể hiện toàn chân. Nỗi khổ này là nguồn gốc trầm luân, kẻ đại định không khởi tâm duyên cảnh, hằng tu tập lại gia công dụng hạnh, chứng vô sanh dứt hoặc nghiệp mê lầm, căn bản tự sanh vượt thoát chỗ thọ thân. Nhưng thời mạc mấy ai người chứng đạt, sao lại chẳng cầu vãng sanh cực lạc, trên báo trì sẽ ngự đó liên hoa Hiện thân đồng nam thọ mạng sánh hư không Không tai biến, không sanh già, bệnh khổ Cận kề thánh chúng, lá hoa chim nói pháp Hằng quy tâm thọ pháp Phật di đà Tùy sức trí minh, chứng lý đạo gần xa Chẳng thấy kẻ thân, huống chi người oán Muốn có áo tức thời liền được áo Tượng đến ăn, liền thấy việc đang ăn lầu ngọc ngát vàng nạm thất bảo trân châu chẳng nhọc sức cắt xây mà hóa hiện bảy thống khổ biến hình thành diệu lạc thân uy nghi diệu lực đại thần thông không rời chỗ ngồi đến cõi phật hiện thân làm phật sự thượng cầu và hạ hóa đắc đại trí biện tài tùy cơ thuyết pháp nơi một tướng này biết thực tướng vạn muôn tịch diệt thân tâm ngụ ấm thảy đều buông nên kinh nói chỉ hưởng an vui nên gọi là cực lạc gọi là chân tính tức tin sâu lời phật chớ nên dùng tà kiến để luận bàn lại bảo người ao thất bảo đất trải vàng cảnh tháng diệu tây phương là thí dụ tức ngũ ngôn cũng đều là tâm pháp nào phải đâu cảnh có thể thọ sanh hiểu sai lầm mắc lợi ích đã đành đánh mất cả duyên ngàn năm một thở vốn đã biết ta bà là cảnh khổ, hãy mau mau cầu cõi khổ thoát ra, như kẻ rơi vào hầm phân lập nguyện thiết tha, hoặc như kẻ bị giam trong ngục tối, lòng bi đát nhớ quê luôn trong đời, cầu gặp người uy thế mở ngục môn, chúng sanh vì gặp cảnh khởi tham sân, làm ô uế tánh giác minh vốn có, gieo nhân gặt quả, chuyển luân sáu cõi đó chính là ngục tối khó thoát thân, đó chính là lao ngục chẳng hề phóng thích tội nhân, hy hữu được Đức Di Đà đại nguyện, 48 nguyện vương một lần đã nguyện, nếu có chúng sanh nghe đến tên ta, phát lòng cầu sanh về cõi Di Đà, trong mười niệm, chẳng vãng sanh ta chẳng thành chánh giác. Phật phát đại nguyện, nhưng nếu chúng sanh bội bạc, không muốn nương về, Phật khó độ chúng sanh nếu có người hết lòng dạ trì danh tất nhiên được phật từ tâm nhiếp thọ a à, di đà phật đại từ đại lực nếu chúng sanh xứng tánh phật trong tâm chúng sanh tâm đồng thể với phật tâm phàm và thánh cách ly vì mê huyễn hãy khởi lòng tin kiên trì pháp nguyện niệm niệm đều là câu phật hiệu di đà như mẫu tử thâm tình gặp lại chẳng còn xa tâm siêu thoát liền vào ngay đắc phật phải có lòng tin ta bà là đắc khổ muốn xa lìa hướng cõi tình an nhiên niệm danh di đà như con trẻ gọi cha hiền tính nguyện hạnh ngay đây đà đầy đủ chẳng khác nào như thái dương rực rỡ mặt trời lên băng giá cũng phải tan ngoài tâm không phật ngoài phật không tâm không cần thiết thì lẽ nào đến được phải nên tin hiện đời cầu vãng sanh sẽ được phải nên tin niệm phật phật gia trì hướng tây phương như viện khách muốn hồi quy như tội phạm ước mong về cố quán bất kể nằm ngồi uống ăn đi đứng luôn giữ cho phật hiệu chẳng rời tâm tâm chẳng dừng tưởng phật phật tại tâm tùy sức lực chí tâm trì danh phật khuyên trừ nghi sanh tính tâm nếu có lòng tin lời kinh chân thật tất lòng tin chẳng thể sánh gì hơn nếu khởi nghi với phật chẳng tương ưng lúc tạ thế biết làm sao cảm ứng người xưa nói tịnh độ pháp môn phật cùng phật cân xứng đăng địa bồ tát chỉ biết được ít phần kẻ phàm nhân cớ sao vội lạm bàn dùng trí nhỏ mà khởi tâm phê phán nếu có lòng tin tây phương cực lạc cõi ta bà dù chữa bước chân ra cũng không còn là khách trọ lâu xa bởi cực lạc đang chờ người khách quý chớ nên biến lười để tâm lãng phí bậc trượng phu chẳng chết từ cỏ cây các pháp môn có tiểu đại đủ đầy với tiểu pháp thì đại căn chẳng thọ với đại pháp thì tiểu căn thấy khó riêng tịnh môn thích ứng đủ ba căn trên thì phổ hiền văn thù thế chí quán âm dưới ngũ nghịch a tỳ đều không thiếu nếu như lai không mở bày pháp môn thần diệu trong mạc thời muốn liệu thoát khó thay nếu chẳng là người có thiện phước sâu dày thì có lẽ cũng sanh lòng nghi hoặc chẳng những phàm phu mà nhị thừa không khác bồ tát quyền thừa chưa hẳn có tính tâm bồ tát đại thừa quả vị cao thâm mới có thể tuyệt dứt lòng nghi hoặc như thái tử dù thân rơi trên đất nét phong lưu vẫn vượt trội quần thần người kính tin dù đầy dậy oán ân gieo hạt giống mà nhị thừa không sánh kịp do dùng tính nguyện trì danh hiệu phật hòa tâm phàm vào biển giác như lai bởi biết hòa nên phật trí mở khai hợp lý đạo thánh phàm cùng nhất thể nếu chẳng nói rõ về pháp môn tự lực, những khó khăn do nương cậy sở tri, những dễ dàng do Phật lực gia trì, kẻ chưa hiểu sẽ cho là rất lạ, nếu không nghi pháp cũng khởi nghi hành giả, bởi nếu tâm còn nhen nhấm nghi nan, mỗi nghi này sẽ chướng ngại muôn vàng, dù tu tập cũng khó mong thành tựu. Khuyên người tu chớ ngại ngần do dự, Tịnh độ môn cõi nước Phật Di Đà, thuyết pháp khó tin, từ kim khẩu Thích Ca, văn thù phổ hiền, Mã Minh Long Thọ, đồng hướng về Hoàng Dương rạng rỡ, Hoài Viễn Thanh Lương, Trí Giả Vĩnh Minh, liên tục pháp quy, đề sướng giúp kẻ hậu sanh, nói Đốt huệ thêm liên trì ngẫu ích, các Bồ Tát và pháp thân đại sĩ, sớm vì người thăm cứu đại tạng kinh giúp người tu còn mê hoặc vô minh, một nhảy vọt vào liền ngôi bộ xứ trong một đời này tháo lòng phá củi, vào chỗ đống viên lại thuận tiện giảng đơn, nhiếp thiền giáo luật mà lại vượt trội hơn, dù quyền hoặc thực đều không hơn tịnh độ. Xưa Phật tổ xiển dương, hàng tri thức thời nay phá bỏ, kinh hoa nghiêm là vua của các vua, phẩm cuối cùng quy kết đại nguyện vương, hoa tạng hại chúng, pháp thân đà chứng nhập. Đều cầu vãng sanh hoàn thành quả Phật, bọn chúng ta sao dám chặn theo cùng. Hãy sớm bỏ thị phi, sớm diệt tâm cuồng, tận nguyện lực, hành pháp môn tịnh độ, công đức lợi ích sẽ tự mình sáng tỏ. Kẻ đa văn chưa hẳn biết chân thường, đừng tưởng mình thông thái giỏi phô trương. Kẻ biết pháp thì tâm đồng như pháp. Pháp môn Đại Thừa thấy đều viên diệu, nhưng nội dung có sâu cạn khác nhau, sâu thì khó được, cạn lại dễ vào. Pháp tịnh độ vừa sâu vừa giản tiện. Tổ thiện đạo là Phật Di Đà hóa hiện, lo người tu chí bất định dễ lung lay, nghe theo các Pháp sư giảng dạy tùy nghi, không thâm cứu bởi lòng luôn giải đãi Tổ thiện đạo phát một lời khẳng khái, dù sơ nhị tam tứ quả thánh nhân cho đến hàng bồ tát tối thượng căn hoặc chư phật khắp mười phương tụ hội phóng quan trong hư không tận cùng pháp giới đồng khuyên tôi chớ gìn giữ tịnh tông đồng thuyết ra pháp vi diệu tựa kim ngôn tôi cũng chẳng đổi thay đường hành đạo ôi khẳng quyết thay lời ngài thiện đạo sớm biết người đời sau lần lửa chẳng kiên tâm đã đứng trên biển cả lại mơ sông, tâm cuồng vọng biện bày theo thế trí, thật áo não người văn theo chẳng mấy, ác nghiệp nào xuôi dục khiến làm ngơ, ngoảnh mặt quay lưng, chối bỏ pháp khế cơ, nghiệp thức mang mang, luân hồi xáo lối, người đã chọn tịnh môn, há phải mang tâm dông rủi hết hỏi người kia rồi lại hỏi người này, dù truy vấn khắp nơi, không gặp kẻ cùng thầy, lời Phật tổ cũng đủ làm nơi y cứ. Hỡi này các bậc nam nhi liệt nữ, quyết chẳng nên bỏ lời Phật lấy lời phàm, chớ để cho kẻ ưa thích khoe khoang trở thành kẻ nắm tiền đồ ta vậy. Do tập khí kẻ ngu nghiêng về tà vậy, bậc trí thì ưa chuộng lý thanh cao. Nếu kẻ ngu biết phận gắn công lao, tu tịnh nghiệp hiện đời về cực lạc đến lúc ấy vốn là kẻ ngu nhưng mấy ai sánh được bậc trí kia nếu theo sự tu hành nương tịnh tông cầu phật lực vãng sanh nếu được vậy mới là người đại trí còn nếu như nương cậy vào thế trí tự tin theo lối kiến giải biện thông tự mình bảo người miệt thị tịnh tông kẻ như vậy đời đời trong ác thế muốn được như kẻ ngu kia nào có dễ tánh tướng tông giáo với người thật tỏ thông. Tôi dù ái mộ nhưng đâu dám trông mong, lại càng chẳng dám đi theo cầu học. Bởi vì sao? Nước giếng sâu, dây ngắn thì cực nhọc, túi vải thô, vật lớn khó chứa vừa. Tôi chẳng bảo ai theo tôi làm kẻ kế thừa, nhưng trí kém lại muốn thẳng vào tự tâm diệu đạo, toan làm bậc đại thông vẫy vùng biển giáo chỉ e chẳng dễ thành bậc đại thông gia, sánh với hàng ngu phu niệm Phật, quả cách xa, khéo thành vùng, muốn bay cao mà xuống thấp. Một lời riêng nhắn nhủ hàng hầu học, hãy tự xét căn cơ xác thực của mình, như la đài sơn chẳng được vãng sanh. Bởi tập khí văn chương đeo quá nặng, ngày ngày dù cho nói là luôn niệm Phật, nhưng niệm niệm quy và một túi văn chương là bệnh chung của văn nhân không chỉ La Đài Sơn nên Phật dạy thế trí biện thông là một trong tám nàng sống trong đời luôn luôn tròn bổn phận đó mới gọi là quân tử bậc nữ nhân giữ vẹn toàn phận vị chỗ trì tâm vào tịnh độ tránh sanh lòng sao trước hãy tự cho chính mình là kẻ ngu kém phước phải biết rằng kẻ ấy dễ thoát ly bởi vì không chia trí bởi luận suy, tâm kẻ ấy đơn sơ không dị kiến. Nếu người thông giáo tông buông xuống điều thấy biết, thực hành công phu như kẻ ngu kia, thì việc tự sanh sớm được xa lìa. Nếu chẳng thế, tự mình lầm mình vậy. Pháp tịnh độ là pháp môn nhiếp lấy, một pháp chung gồm đủ các pháp riêng, nên nói rằng pháp tịnh độ chí viên sanh Phật quốc hiện đời nên chỉ đốn là chiếc thuyền từ độ chúng sanh khắp chốn chẳng tin theo pháp này do nghiệp chướng chẳng kham khó liệu thoát tự sanh nhập thánh siêu phàm vòng lục đạo biết bao giờ thoát kiếp kinh sợ thay cho người nên thuyết lời bi thiết không nề hà khang tiếng gọi đồng nhân đến hôm nay nhận thư kẻ dùng dần luận lắm việc đều dựa trên thế trí, dùng kiến thức phàm phu để suy lường Phật trí, thân tâm cảnh vật này, ai biết rõ quả nhân, biết bắt chước người hiền tức biết lập thân, tâm an lạc, sống vui, chết thì tự tại. Nếu bảo rằng chẳng rõ đầu đuôi nên khó tin lời Phật dạy, lại chưa hề thấy cõi tịnh nơi đâu, thử hỏi rằng suốt ngày ăn cơm mặc áo do bởi từ đâu đâu là gốc việc ngăn ngừa lạnh đói nếu biết rõ xin vì người mà nói xin chỉ ra đích xác chỗ khởi nguyên nếu không tức là nơi theo dấu vết tiền hiền lập ra việc có cơm ăn áo mặc nay khi đối diện pháp môn thù thắng lại sanh tâm muốn biết trước xác hình biết rõ rồi mới dám khởi lòng tin dù phật tổ đã thuyết lời chân thực nếu như có bệnh cần ngay lương dược lại nằm chờ nghiền ngẫm bệnh tên chi chờ mở sách xem dược thảo có những gì hay lập tức mời thầy lan cho thuốc nếu uống thuốc ngay mong thân điều phục thì bệnh trong tâm gấp gấp chữa ngay chưa bản thảo mạch quyết là cái học của người xưa không tận mắt thấy lại hết lòng tin tưởng nếu bảo rằng các sách thuốc này chẳng thể không tin được. Vậy sao lời Phật tổ lại không tin, lại phải chờ đến lúc tận mắt nhìn? Vậy thì thuốc cũng nên chờ mới phải. Nếu vẫn giữ tánh tình ưa phải trái, không hiểu không tin, sanh phỉ bán tịnh đường, Bạn tánh trí người như lưỡi kiếm can tương, chẳng chém đá lại chém bùng, ôi phí phạm. Phật Pháp vốn được xem là tâm Pháp, trí thế gian há sánh được hay sao? Chỉ tạm dùng thí dụ để bước vào, chẳng nên chấp rồi luận bàn này nọ, như dùng quạt ví trăng, rung cây ví gió, tạm dùng giả hình để tỏ ngộ tánh chân, quả cảnh kia bởi tâm vọng làm nhân, tâm tịch tịnh thì cảnh không giấy lòn, tâm niệm Phật là duyên nhân thành Phật, quả gần là trong một kiếp vãng sanh. Quả xa là Phật đạo sẽ viên thành, nay gác lại chuyện có hay không có Phật. Hãy tự hỏi chính mình, phải chăng mình có thật? Nếu là không, ai là kẻ luận bàn? Nếu có thì hãy chỉ ra đích xác rõ ràng. Bởi lời nói, do thức và căn tụ tập, mỗi mỗi việc đều không rời ngủ ấm. Có phải chăng người hỏi ở nơi đây? Ngoài ngủ ẩn ra thì người hỏi là ai? không biết chính mình lại mong cầu biết Phật có biết đâu Phật vẹn toàn chân thật bởi chúng sanh chấp ngụ uẩn là mình chưa thấy không nên vướng mắc phàm tình nên không thấy được chính mình thật có kinh Kim Cang nói chư Bồ Tát phát đại tâm hóa độ khiến chúng sanh được mau chóng tụ thành hóa độ muôn người mà chẳng thấy có chúng sanh hành lục đồ nhưng không trụ vào ngụ ấm không đứng trên sắc thọ mà bố thí, không chấp vào hành tưởng khiến giới trì, không bám vào ý thức để biết chẳng thói suy, không cố chấp để phải tu nhẫn nhục. Văn Kinh chỉ nói những lời giảng lược, rốt ráo là không chấp cứng khiến vọng sanh, không ngã nhân thọ giả đến chúng sanh, cứ như vậy mà tiến tu thiện pháp. Hãy thử nghĩ, tu như trên là hữu tướng hay vô tướng, trí quang minh chiếu ràng cội thái không vì chẳng giữ sắc hình nên nói đó là không vô sợ trụ tức không chấp tình phạm ý thánh nói độ chúng sanh sanh tâm thiền hành, là muốn dạy người đời xứng tánh khởi tu tánh phật không vọng chấp hữu hoặc vô thấy tự tánh mới gọi là đại trí có khó gì không được tâm chánh tính cũng dễ tiêu trừ dứt tuyệt lòng nghi vì cớ gì mãi theo thối thị phi, dù Phật hiện chẳng biết sao giải cứu, muốn biết có Phật không Phật, đối trước kinh văn thăm cứu, nào tay Quy trực chỉ tịnh độ văn. Nếu xem thường cho là chuyện lăng nhăng, vòng lục đạo sẽ vào ngay địa phủ, lửa đỏ dầu sôi rừng gươm do tâm hiện đủ, lại không cho là cảnh lạ bởi quá quen vẫn sống trong ngục tối, chịu đảo điên, kiếp hiện tại, vĩ lai đều không khác. Hết phần 1 Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ, hoặc mấy Niệm Phật Đeo Cổ. Xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474. 74 74 chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vô vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát của quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách Tượng Phật Phóng sanh, Cúng Dường Tam Bảo Xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau Số 1 Tài khoản cũ Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0561 000 Ngân hàng Việt Công Banh Chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Số 2 Tài khoản mới Tên tài khoản Trần Văn Hơn số tài khoản 1111 747474 Ngân hàng Việt Băng, Chi nhánh Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng Số 3 Tài khoản Sa Băng, Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0500 1769 0393 Ngân hàng Sa Băng, Chi nhánh Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express, 33 Nguyễn Văn Cử Street, Hoa One, Dallas City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056. Account No 0561 370 747474 -7474. Name of Account Trần Văn Hơn Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, quyền Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng